Sáng nay, phường Nại Hiên Đông phối hợp với Trung tâm Y tế quận Sơn Trà tổ chức lấy mẫu xét nghiệm định kỳ cho toàn bộ người dân tại các khu dân cư trên địa bàn. Cụ thể, các lực lượng y tế đã triển khai lấy mẫu tại 29 điểm trên 19 khu dân cư của phường Nại Hiên Đông. Đây là đợt xét nghiệm thứ hai theo quy định xét nghiệm 3 ngày một lần. Kể từ khi thành phố thực hiện 7 ngày giãn cách theo chủ trương ai ở đâu thì ở đó, công tác lấy mẫu được triển khai nhanh gọn, đảm bảo giãn cách và an toàn theo quy trình phòng chống dịch. Trong những ngày tới, các lực lượng chức năng sẽ tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm cho người dân để tách hết F0 ra khỏi cộng đồng.